Trường ơi. Ê, lên sợ lại, ông Hằng. Ăn 12 giờ đêm. Được rồi, được. Đi, chờ luôn. Ai sợ ai đâu. Ai sợ ai đâu, Gia sợ đâu. Ờ, Gia không sợ chè đâu. Chè không sợ Gia đâu. Chờ luôn. Được rồi. Thế nào cũng được. Thế nào cũng được, chờ luôn.